À, vâng, chào mọi người nhá. Hôm nay em Sơn này tiếp tục về một cái mẫu mới của hãng Fuji Ryuki. Cái mẫu này rất là hiếm, độc và lạ. Mã của con này nó là Fuji Ryuki Relax Solution SC25. Mã là SC25 mọi người nhá. Đây là catalog của ghế này. Vẫn còn nguyên đầy đủ nhá. Đây là cái bộ này là bộ dây nguồn và cái thanh treo điều khiển. Bây giờ anh em kỹ thuật là đang tháo ra để lắp nó vào. Đây cho mọi người xem này. Đấy. Đây là cái phần thân máy của nó này. Đấy, ở cái dòng của Nhật thì nó hay bôi cái mỡ trắng này mọi người này. Đấy, mỡ trắng này nó rất là bền nhá và bôi trơn tốt này. Cái mỡ này tuổi thọ nó hàng chục năm nó vẫn còn, nó không như những cái mỡ thông thường, mỡ bò đâu mọi người nhá. Đây này. Hàng rất là mới, rất là đẹp. Đấy, chuẩn chỉ cho mọi người nhá. Đấy, hàng đẹp luôn. Càng đẹp luôn. Đấy, cái thép của nó thì thép nó rất là tốt mọi người ạ. Thép này nó thép tốt. Cộng với sơn tĩnh điện nữa là nó không bị rỉ. Đấy, đây này. Trên gối thì có chữ Relax Solution. Đấy, Solution nhá. Đây là cái thanh treo điều khiển nó này. Đó. Cái này về nguyên như ở bên Nhật nhá. Đây. Này còn chưa bỏ nó ra này. Đấy, ui giời. Mới đẹp này, Fuji Ryuki này. Đấy. Hàng chuẩn đẹp, zin cho mọi người luôn nhá. Đó. Mẫu này trên thị trường ở Việt Nam thì gần như là chưa có. Mẫu này lần đầu tiên xuất hiện tại thị trường Việt Nam. Đây, cho mọi người xem cái tem mác. Đây, phía đằng sau nó này. Đây, tem mác của nó đây. SC25 này. Đấy, Made in Japan này. Điện 100V, công suất 130W. Số thiết bị y tế đây. Đấy, con này thì nó gần giống với cái con SKS6900. Đây nó là con này. Đây này. Nó gần giống với con này mọi người nhé. Con này cái điều khiển nó, cái chữ nó in màu trắng. Còn cái con này, à đây nữa, cái chữ trắng của cái viền nhựa này nó màu đen. Còn cái con này thì cái viền này nó bằng màu đồng, cái viền màu đồng này. Và cái chữ này nó cũng kiểu hơn, chữ nó hơi vàng vàng một chút. Chữ in này hơi vàng vàng một chút. Đó. Bên trong này. Đấy. Mẫu này thì nó cũng có dây sưởi này. Đây dây sưởi hai bên nhá. Đấy, nó có tấm sưởi hai bên này. Đấy, thiết kế rất là đẹp. Con này rất là đẹp luôn. Đấy, hàng. Con này tương tự với con SKS6900 mọi người ạ. SKS6900. Cái viền nhựa hai bên này nó màu đồng, còn kia là màu đen. Nó thay đổi thì nó thường thì mọi người nhìn bên ngoài này thì sẽ không nhận biết được cái sự thay đổi nhiều. Tuy nhiên để mà biết được nó thay đổi như nào, thường thì nó sẽ thay đổi cái lập trình ở bên trong của ghế. Có nghĩa là cái lập trình nó thay đổi. Lập trình nó thay đổi thì cái bài tập nó sẽ có sự khác nhau. Đấy, hàng rất đẹp luôn nha mọi người nhé. Đây còn rất là nhiều và gần như là mã nào cũng có nhá, mã nào cũng có cho mọi người luôn nhá. Đây, AS2002 này, ASR2002 bản cao cấp nhất này, AS2001 này, 2001 này, AS2000 này, AS1001 này, 1001 nhá. Đấy, 1001 mấy con. Xong là đến SKS SKS6900 này, SKS6900 này. Pala thì bên trong thì có Inada 10000 này. Đây Pala mà A068 này. Pala mà A86S này. 86S này. Đấy, 86S nhá. Con này mà A97 này. Đấy, mà A97 thì đang có sẵn là màu kem này, màu đen này, màu vàng be này. Đó. Còn đây là mã 98 này. Mã 98.
98 thì đây 98 này, 98 thì đang có sẵn màu đen và màu vàng be này. Đấy, xong rồi mã 100 này. Mã 100 này. Đấy, Panasonic mã 100 này. Đấy. 100 này. Đấy, 101 này. Đấy, 101. Đây. Đấy, 101 này. Panasonic EP mã 101 này. Đấy, mã EP mã 103 này. Đây 103 này. Đấy, 103 đây mọi người nhá. Đó. À, mọi người lưu ý nha, một số là người ta sẽ lâu đời bằng cách là nó sẽ thay cái tem ở đằng sau ấy. Đấy, là mấy cái mẫu này nhìn nó giống nhau mà. Đấy, nó đổi tem đi. Ví dụ 100 nó đổi thành 101 hoặc 102 chẳng hạn, hoặc là 102 thì nó đổi thành 103. Đấy. Mọi người phải chú ý ở trên cái màn hình này. Màn hình này thì nó sẽ chịu không đổi được này. Màn hình này cái chữ này là nó sẽ in chìm. Đấy, in chìm ở bên dưới nên là sẽ không đổi được. Đấy. Và tiếp theo là đây là 120 này. EP 120 này. 120 bản cao cấp nhất bây giờ này. Đó. Đấy. Đấy, rất là nhiều nhá, mẫu nào cũng có luôn này. Đấy, mọi người nhìn này. Đấy, đây nguyên một dàn hàng VIP nhá, nguyên dàn hàng VIP nhá. Đấy, còn hàng phân khúc dưới cũng có hết cho mọi người nhá. Đấy, nếu anh chị em nào có nhu cầu quan tâm thì cứ điện cho shop nhá. Đấy, tiếp theo mình sẽ soi về cái con SC25 này. Đó, bật công tắc này. Bật công tắc này. À. Đây. Đấy, con này thì nó khá là giống với con SKS6900. Còn về lập trình thì chắc chắn là nó sẽ có sự thay đổi đấy. Lập trình xoa bóp các bài tập này nó có sự thay đổi khác nhau đấy. Đây. Cái này dây nguồn này. Con này nó 2021. Con này đời khá là cao. 2021. Đây là catalog của nó này mọi người này. Catalog con này đời cao gươi. 2021. Đây là 2021 này. Đây catalog của nó này. Đấy, đây. Cái này hướng dẫn cái này à. Cái giấy này nó đã treo điều khiển này. Đấy. Đấy, treo điều khiển này. Con này đời rất là cao, 2021. Đấy. À, và tình trạng này, đây vừa về nó vẫn còn rất là mới mọi người nhìn này. Đấy. Căng đèm luôn, đèm nhá. Rất đẹp luôn mọi người ạ. Rất đẹp luôn. À, cái da của ghế thì da nó rất là chất lượng, mềm. À, đây có chữ thêu này. À, cái bản này thì tức là những cái bản đời cao thì ví dụ từ 1001 trở đi thì nó sẽ thiết kế là có con lăn gan mặt chân, còn những đời trước thì nó sẽ là thiết kế bấm huyệt dưới gan mặt chân. Đó. Thì cái con lăn hay bấm huyệt thì nó cũng không quá là khác biệt đâu. Nhưng quan trọng nhất là cái phần lưng này, cái phần lưng này của nó, thằng Fuji thì nó làm rất là tốt. Nó ra được nhiều bài đánh. Mẫu này thì nó sử dụng hai con lăn và nó hoạt động đủ 3 chiều 4D. Đó, và cái quan trọng là cái chất lượng của nó rất là tốt, hàng chuẩn 100% từ Nhật Bản. Không phải là nếu mà tầm tầm tiền độ vài chục mọi người đi ra thị trường mua hàng mới để tìm được con của Nhật thì rất là khó. Toàn là của Trung Quốc nó giả thành hàng Nhật thôi, chứ còn nếu mà hàng của Nhật xịn thì nó cũng không có. Đấy, cái mẫu này thì nó có cả bài 30 phút đầy đủ hết nhá. Bài trị liệu chuyên sâu 30 phút. Và nó có các cái bài toàn thân, vai gáy,
bài eo mông tất cả các thứ đầy đủ. Và các cái đời thì nó khác nhau, chủ yếu là nó thay đổi về cái lập trình và thay đổi về cái bài tập. Đấy, nó khác nhau một chút thôi, còn lại phần lớn là nó chất lượng thì mọi thứ là nó tương đương nhau. Đấy, chất lượng nó tương đương nhau, nó khác nhé, khác nhau cái đế thì ví dụ nếu mà mọi người mua ghế của nội địa Nhật này thì nếu mà cái đời từ 2013-14 trở đi thì đời nó cũng thuộc dạng hàng cao thôi, dùng thoải mái không vấn đề gì cả. Còn những cái đời 2007-08 hất về trước thì đời nó hơi sâu một tí thôi. Còn ghế Nhật mà mình cứ mua đời 2014-15 hất về đây thì dùng vô tư luôn mọi người. Đời cao dùng lành ổn định và xoa bóp rất là thích, bài tập thì nhiều. Đó. Mẫu này thì shop đang bán với giá là 62 triệu nhá, 62 triệu. Đấy, bao ship và tặng biến áp toàn quốc cho mọi người. Đấy, bảo hành 1-1 trong vòng 1 năm. Bảo trì trọn đời cho mọi người. Sở dĩ tại sao mọi người nên chọn ở những đơn vị chuyên nghiệp, bởi vì cái vấn đề là không phải ngày 1 ngày 2 mà người ta có được những cái kinh nghiệm kiến thức về ghế này, và phải học hỏi và có kinh nghiệm hàng chục năm rồi thì mới đảm bảo được cái dịch vụ bảo hành và sửa chữa tốt nhất cho mọi người. Đấy, còn mới bán thì chắc chắn rồi, người ta sẽ không có gì cạnh tranh. Cái thứ cạnh tranh duy nhất đó là cạnh tranh về giá. Đấy, nhưng mà giá càng rẻ thì đồng nghĩa với việc là sản phẩm chất lượng kém và dịch vụ thấp. Đấy, nên là các anh chị em mà muốn mua một sản phẩm tốt và dịch vụ tốt ấy, thì hãy chọn cái đơn vị uy tín đấy, thay vì tìm cái hàng rẻ, cái gì cũng có giá của nó thôi. Còn rất nhiều nhá, đầy đủ hết các mã luôn. Các bác anh chị em nào mà có nhu cầu đấy, hoặc thích mẫu nào thì cứ để điện cho shop nhá. Mọi người có thể liên hệ tới số 0964 480 666 nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào.